Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Và hôm nay mình lại tìm được khá là nhiều những tài khoản bí ẩn. Phải gọi là cực kỳ bí ẩn luôn. Và chúng ta hãy cùng review những tài khoản đấy nhé. Đến với tài khoản đầu tiên thì tài khoản này là một người chơi thứ 18 server anh em ạ. Đây, bạn này là một trong những người lập tài khoản sớm nhất thế giới. Đây. Mặc dù bạn lập tài khoản sớm bậc nhất server, nhưng mãi đến tận mùa thẻ vô cực thứ 8 bạn ấy bắt đầu mới vào đăng nhập để chơi anh em ạ. Và bạn đăng nhập lần đầu phát bạn mua thẻ huy hiệu luôn. Mua thẻ vô cực luôn, khá là ảo anh em. Và một điều kỳ lạ nữa đấy là bạn ấy mua thẻ vô cực rồi đúng không? Bạn cày được 100 cái rồi. Nhưng mà level của bạn ấy thì mới chỉ là level 3 thôi anh em ạ. Khá là kỳ lạ. Bạn này đang có 16.800 like này. Wow. Đấy anh em thấy lạ không anh em? Cày 100 huy hiệu mà mới chỉ có level 3, lập tài khoản kiểu sớm bậc nhất Free Fire mà tận mùa 8 mới đăng nhập anh em. Khá là ảo đúng không anh em? Và những cái tài khoản lập sớm như này thì hầu hết là những cái tài khoản trong hệ thống của anh cả dán, tôi đoán là như vậy. Lập nên chỉ để test game thôi anh em ạ. Nếu cho tôi ạc này thì giờ ngon anh em. Nếu giờ cho tôi ạc này chắc tôi nổi tiếng luôn anh em. Người lập tài khoản Free Fire sớm nhất ở Việt Nam. Đúng, hợp lý. Ok, và đến với tài khoản tiếp theo thì bạn này cũng khá là độc lạ anh em. Đây, tên của bạn ý là full số 0 anh em thấy không? Đấy, anh em thấy chưa? Tên của bạn là full số 0. Nhờ thế mà ạc của bạn ý cực kỳ nổi tiếng. Bạn có được tận 83.500 like. Wow, mặc dù bạn không phải là KOL hay là một người sáng tạo nội dung về game Free Fire, nhờ mà bạn được tận 83.000 like. Và điều đặc biệt nữa đấy là bạn này trước đây chơi cũng khá nhiều này. Đấy, anh em thấy chưa? Chơi khá nhiều, cày khá đều này. Nhưng mà từ ngày bạn bỏ game thì thỉnh thoảng bạn lại đăng nhập vào đây. Ví dụ mùa huy hiệu mua bài bạn đăng nhập nhá. Nhưng mà bạn lại chỉ nhận mỗi một huy hiệu xong bạn lại nghỉ game. Xong đến mùa du hành vũ trụ bạn lại đăng nhập, bạn nhận một huy hiệu rồi bạn lại nghỉ game. Mấy trưởng thật anh em. Tài khoản này khá là ảo anh em ạ. Ok anh em, và đây là tài khoản tiếp theo. Tài khoản này đây. Thiếu số 8. Ok, tài khoản này cũng cực kỳ kỳ lạ, mặc dù bạn này bỏ game rồi. Nhưng mà anh em hãy nhìn này, không biết bị cam treo nhỉ anh em nhỉ. Đây. Anh em nhìn này, số thẻ vô cực bạn mua là 72.000 cái anh em ạ. Bạn ấy đăng nhập phát không, trước đấy thì bạn cũng có chơi rồi, bạn chơi mùa huy hiệu rồng rồi. Và xong mùa huy hiệu sau bạn ấy mua tận 72.000 cái, xong đấy bạn nghỉ game luôn. Liệu có sự gian lận gì ở đây không nhỉ anh em? Liệu bạn có múc huy hiệu không nhỉ? Rồi tôi xem bạn chơi bao nhiêu trận. Mà thêm một cái nữa là bạn mới chơi có 14 trận mà bạn được level 23. Đâu từ xem thử chiến nữa. Thử chiến bạn chơi một trận. Sao bạn chơi tổng tất cả mới có 15 trận mà bạn được level 23 ra? Ảo vãi cả trường. Ok anh em, để xem bạn ý có khóa à không thì tôi thử check ID bạn ý nhá. Xem bạn có bị khóa à không nhá. Đây. Kiểm tra ID này, dán ID vào là được. Đấy. Kiểm tra này. Hiện tại không có bằng chứng để chứng minh tài khoản này đang sử dụng hack. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ. Tức là tài khoản này chưa bị khóa anh em ạ. Không hề gian lận nha. Số tiền bạn ấy bỏ ra để mua thẻ voi ra, ý lộn, số tiền bạn bỏ ra để mua thẻ vô cực nhiều như này là hoàn toàn là tiền túi của bạn ấy, không hề gian lận, không hề hack. Khá là kỳ lạ anh em. Bạn ấy bỏ một số tiền lớn như thế mà sao bạn lại không chơi nhỉ? Mà sao bạn được level 23 mặc dù bạn chơi có 15 trận ta. Tài khoản này cũng phải gọi là một trong tài khoản cực kỳ kỳ lạ anh em ạ. Ok anh em, và đến với tài khoản tiếp theo thì bạn này cực kỳ nổi tiếng bên nước ngoài. Bạn này nổi tiếng theo cách mà không ai ngờ tới luôn anh em ạ. Đây, bạn nổi tiếng không phải vì đồ bạn giàu, mà là thứ nhất vì bạn đi sưu tập được áp vũ phù hiệu cực kỳ đẹp. Đấy anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Full 5 này, bạn này làm tôi nhớ đến bạn có ID full 5. Cái gì của bạn thì cũng là 5555. Ok, và bạn sưu tập được album phù hiệu đẹp như này đã bất bình thường rồi đúng không? Bạn level 100 bất bình thường hơn tí nữa này. Bạn ý 1.206.000 like. Wow. Và điều bất bình thường nhất trong tài khoản của bạn ý là cái ảnh đại diện đây anh em ạ. Đây. Ảnh đại diện này là một trong những ảnh đại diện hiếm nhất Free Fire. Nếu không muốn nói là chỉ có mình ngạc bạn ý có. Tôi đố anh em tìm được tài khoản nào có cái ảnh này nữa đây. Khá là kỳ lạ đúng không? Ảnh này kiểu như được thiết kế riêng cho ạc của bạn ý sao ấy. Bạn còn có cả tích V đấy anh em. Bạn là một người nổi tiếng. Nhưng mà bạn là nữ rồi đúng không? Nè, bạn để ký hiệu phái nữ này. Một tài khoản khá là kỳ lạ đúng không? Tự nhiên này sở hữu được một cái avatar hiếm nhất trong Free Fire. Chỉ có một cái duy nhất đấy anh em. Mấy trưởng nhận tại sao bạn có được nó nhỉ anh em? Và đây anh em ơi, không chỉ có thế, tài khoản của bạn ấy còn rất giàu nữa anh em. Đấy, full level 7 luôn.
chắc chỗ này không trang bị được hết súng trong kho của bạn ý, chứ nếu trang bị được hết thì anh em sẽ nhìn một dãy level 7 luôn. Đây, tôi sẽ cho anh em xem top súng nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Tất cả các mùa này. Rồi. Đỉnh cao vậy thề. Đấy, anh em thấy chưa? Full màu đỏ anh em ạ, thề. Ôi, tôi cày được có một khẩu G18. Đây anh em, nói chung là tôi cày kinh khủng lắm. Mới được có 3 khẩu lên top server. Ở đấy, anh em thấy chưa? Mà đấy là còn chưa được top 1 server đâu nha. Mà bạn cày lên bao nhiêu mà toàn top 1 server anh em. Nói chung bạn này cực kỳ hay. Tôi like cho bạn rồi. Anh em nhớ like cho tôi nhé. Thank you anh em nhiều. Ok anh em, nói chung là để tìm được những cái tài khoản này thì mất rất là nhiều thời gian luôn. Cho nên anh em xem hay thì nhớ bấm like và đăng ký cho mình nhé. Anh em đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Ok, và tài khoản tiếp theo thì bạn ấy có tên là 100 level. Và level của bạn cũng là 100 luôn anh em. Vẫn là một điều bình thường đúng không? Có thể bạn chơi trăm bạn ấy cày được lên level 100 nhưng không anh em. Anh em nhìn đây. Bạn ấy chơi cực kỳ ít đi anh em ạ. Đây. 400 trận này. Team 2 bạn ấy chơi 1167 trận này. Team 4 bạn chơi 4252 trận. Và tử chiến thì bạn chơi 5145 trận. Đấy. Trong khi đấy tôi nhá anh em, tôi level 76 mà tôi chơi 1000 trận team 1, 1000 trận team 2 và 10000 trận team 4. Oh my god. Và tôi chơi 12900 trận tử chiến. Tức là bạn chơi còn chưa bằng một lửa tôi anh em ạ. Thế mà bạn level 100, tôi level 76. Kỳ lạ vậy. Số kill rồi các thứ bạn ấy vẫn kém tôi. Mà sao bạn được tận level 100 ta? Tài khoản này của bạn ấy off 30 ngày rồi, không biết là có phải bạn ấy hack không. Để tôi thử check ID bạn nhá anh em. Biết đâu bạn này búp level. Tôi check hack của trang gà rán luôn nhá. Đây xem nào. Hình như ạc này có hack này anh em ơi. Chúng tôi xác nhận tài khoản này sử dụng hack và bị cấm. À, thế thì bạn ấy búp level anh em ạ. À rồi tôi biết rồi. Hóa ra để tên là 100 level là búp level anh em. Thế mà tôi cứ tưởng game mất công bằng. Bạn chơi còn chưa bằng một lửa tôi, mà trong khi tôi level 76 bạn level 100. Hóa ra tài khoản đấy bị khóa rồi anh em ạ. Quay trưởng. Ok anh em, và chúng ta đến với tài khoản tiếp theo. Tài khoản này thì bạn ấy chưa bị khóa anh em, đăng nhập 2 ngày trước này anh em. Ok, và chúng ta cùng xem bạn ấy nhá. Level 100, 9814 like. Bạn này cũng giống bạn kia anh em ạ. Kỳ lạ ở chỗ là bạn level 100 nhưng bạn ấy lại chơi cực kỳ ít. Đây, chơi 55 trận này, 157 trận team 2 này và 596 trận team 4. Tử chiến thì bạn ấy chơi 399 trận. Đây là tổng tất cả số trận bạn chơi. Tổng tất cả số trận bạn chơi thì nó rơi vào khoảng hơn 1000 trận. Tức là còn chưa bằng cái móng tay của tôi anh em ạ. Mà bạn đừng level 100, tôi level 76. Đây nha, tôi lại thử check bạn đi xem bạn có gian lận không nhá anh em. Control A này, Control V này. Tìm này. Ừ. Đây, bạn ấy không hề hack anh em. Hiện tại chúng tôi không có đủ bằng chứng để chứng minh tài khoản này sử dụng hack này. Ừ. Tức là bạn chơi tuân thủ luật của game anh em. Thế mà bạn level 100 trong khi bạn chơi mấy con bao nhiêu? Bạn chơi mấy con 55 trận team 1, 157 trận team 2 và bạn ấy chơi 600 trận team 4. Ừ, tử chiến thì bạn mới chơi được có 400 trận thôi anh em. Mà trong khi tôi toàn mười mấy nghìn trận. Khá là kỳ lạ anh em ạ. Sao bạn lại có thể được level 100 ta? Khá là kỳ lạ đúng không? Tôi tìm được khá nhiều tài khoản level 100 mà các bạn chơi cực kỳ ít. Đây, và bạn này là bạn tiếp theo. Bạn này cũng có level 100, bạn này cực kỳ nhiều like. 47.846 like. Wow, kinh khủng đúng không? Đồ của bạn ấy thì cũng cực kỳ là giàu anh em ạ. Đấy. Và chúng ta hãy cùng xem tất cả số trận bạn chơi nhé. 513 trận, 594 trận và 4331 trận. Còn tử chiến thì bạn chơi được 12.000 trận. Ừ, nói chung bạn này chơi tử chiến khá nhiều. Nhưng mà với cái số trận như thế thì không thể được level 100 anh em. Cùng lắm độ level 60-70 là cùng nữa anh em. Level 100 kinh khủng lắm anh em ạ. Tôi level 76 đang cày lên level 77. Tôi chơi chăm chỉ vãi trưởng mà 2 tháng nay vẫn chưa lên được level 77. Nhưng mà càng lên level cao thì chúng ta lại phải cày càng nhiều kinh nghiệm. Nói chung là lâu lắm anh em. Cày chăm chỉ như thế mà 2 tháng chưa lên được 1 level. Mà bạn level 100 trong khi bạn chơi cực kỳ ít. Ừ, ảo vãi trưởng. Bạn đăng nhập 8 giờ trước thì tôi anh em không trách làm gì cho mệt nhé. Thế mà lừa level 100, ảo thật đấy. Ok, và tài khoản tiếp theo thì cũng là một tài khoản level 100. Nhưng lại khác những bạn kia ở một chỗ. Từ từ đã anh em. Đây, bạn level 100 nhá. 280.000 like. Wow. Bạn đi chơi này. 61.000 trận solo, 24.000 trận team 2 và 9.400 trận team 4.
Uầy, chơi nhiều vãi trưởng anh em ạ. Đây còn tử chiến này nhá. Tử chiến bạn chơi tận 7.800 trận. Nói chung cộng tất cả số trận bạn chơi vào thì khoảng 1.003 trận. Đấy, wow, kinh khủng quá anh em. Tại sao một người có thể chơi được nhiều như thế nhỉ anh em. Nói chung là bạn ý, nếu như bạn ý chơi bạn không ngủ không nghỉ một tí nào thì cũng không thể được 100.000 trận anh em. Bạn này phải gọi cực kỳ kinh khủng, một trong những người chơi nhiều nhất Free Fire. Nhưng mà không thể nào, một con người không thể nào chơi được nhiều thế anh em ạ. Tôi nghĩ là máy chơi anh em. Đây, 61.000 trận solo anh em, có tin được không anh em? Wow, 61.000 trận, 84.000 kill. Kinh khủng vãi thề. Sao một người có thể chơi được 61.000 trận solo nhỉ? Tôi mà chơi 61.000 trận chắc tôi tẩu hỏa nhập ma mất anh em. 61.000 trận solo riêng đấy nha. Riêng solo là 61.000 trận đấy nha. Còn team 2 là 24.000 trận, team 4 là 9.400 trận. Tôi mà chơi này chắc tôi tẩu hỏa nhập ma mất anh em ạ. Thề. Đây anh em, 7.800 trận tử chiến này. Vậy gọi là kinh khủng vậy. Sao có thể chơi được như thế ta? Với số trận bạn chơi thì level 100 cũng là hợp lý thôi anh em. Nhưng mà người ta thắc mắc tại sao bạn có thể chơi được nhiều như thế nhỉ? Ừ, tôi nghĩ là bạn đi dùng một thiết bị công nghệ hiện đại gì đấy hiểu không? Xong nó tự vào game tự chơi. Ừ, nói chung là khá là kỳ lạ anh em ạ. Kinh khủng thật. Đây bạn mới on 14 phút trước này. 100.000 trận đây anh em ạ, không thể tin được. Ok anh em, và đến với tài khoản tiếp theo thì cũng cực kỳ là kinh khủng anh em ạ. Bạn mới chỉ level 3 thôi nhưng mà anh em thấy không? Bạn được tận 1.349 like. Wow. Tài khoản này không phải là một người nổi tiếng, không phải là một tài khoản gì đấy có những cái thứ độc lạ. Nhưng mà bạn level 3 mà sao được tận 1.349 like nhỉ? Ừ. Đây anh em thấy không? Và đặc biệt nhá, là chúng ta kiểm tra cả của bạn này. Lỗi kết nối, thấy không? Đấy, anh em thấy không? Vì một lý do gì đấy mà anh gà rán không cho chúng ta kiểm tra này nữa. Đấy, lỗi kết nối nhá. Xin hãy thử lại, chúng ta thử lại bao nhiêu lần thì cũng thế thôi anh em. Không thể kiểm tra được ạc của bạn này. Mặc dù tìm ID thì vẫn ra anh em. Đấy, 1.348 like level 3. Thế mà không kiểm tra được anh em, thấy không? Nè, ấn kiểm tra không được nè. Tôi nghĩ là tài khoản của bạn đấy được đề xuất nhiều cho nên bạn được nhiều like anh em ạ. Nhưng mà giờ chúng ta không kiểm tra nữa rồi. Tôi nghĩ ạc của bạn đấy được đề xuất nhiều cho nên bạn được nhiều like anh em ạ. Nhưng mà giờ anh gà rán không cho chúng ta kiểm tra ạc đấy nữa rồi. Ok, và clip của mình thì đến đây cũng hết rồi. Nếu anh em thích series này thì đừng quên bấm một like và một đăng ký và để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em nhớ bấm like cho tôi trong game nữa nhé anh em. Đấy, vừa có một bạn nào bấm like nữa kìa. Ok, còn giờ thì thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Bye bye.